Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng, đã và đang xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức các cấp có những biểu hiện đùn đẩy, sợ sai, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng xấu uy tín của Đảng, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Kịp thời nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn này, Thành ủy Đà Nẵng đã có giải pháp tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vì sự phát triển của thành phố. Tại hội nghị Trung ương 7 vào giữa năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy xấu. Do đó, vẫn cần thiết phải tiếp tục tăng cường, tập trung, chấn chỉnh, khắc phục nhanh tình trạng này. Cho dù để làm được điều đó không phải là việc dễ dàng, đòi hỏi không chỉ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, mà cả sự đồng lòng, quyết tâm hợp sức của cả hệ thống chính trị, của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương và nhân dân. Chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh, thì sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, để dẫn đến làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn bản thân, né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó, nhất là những lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tại Đà Nẵng, tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm đang xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ thực thi nhiệm vụ. Thậm chí, nhiều cán bộ còn có tâm lý, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử, dẫn đến tình trạng làm việc từ trì trệ đến đình trệ, từ giảm lửa đến tắt lửa, từ dấn thân đến phòng thân. Nhìn lại bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ 9 trên tổng số 63 tỉnh thành, tụt xuống 5 bậc so với năm 2021. Những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng cũng liên tục tụt hạng. Trong đó, gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động là các chỉ số thành phần được doanh nghiệp chấm điểm giảm so với trước đây. Theo cộng đồng doanh nghiệp thì nó có nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khó khăn chung do đại dịch, do khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế, cũng như là có những khó khăn là do cái nội tại từ phía cái năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Năm 2022, trong dữ liệu khảo sát PCI thì có tới 42% doanh nghiệp cho rằng là các sở ban ngành là không thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố hay là ở cấp quận huyện á, thì cũng có tới 46% doanh nghiệp cho rằng là các cái cấp quận huyện thực hiện không đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị số 34 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhận diện 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, đồng thời đề nghị các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tạo chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức và hành động, từ đó khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển cống hiến của từng cán bộ. Đặc biệt, người đứng đầu phải thật sự nêu gương, là người truyền cảm hứng về niềm tin, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành tích thì cứ nhận là lãnh đạo, còn khi xảy ra vi phạm thì bảo đây là do tham mưu giúp việc bên dưới. Nếu bây giờ tự chúng ta không tự nhận diện, tự xác định và tự khắc phục các cái vi phạm hạn chế đó mà lại chờ cho cơ quan cấp trên, cấp ủy cấp trên vào kiểm tra, giám sát, phát hiện ra, xử lý kỷ luật, thì khi đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao hơn. Còn nếu chúng ta tự phát hiện, và tôi cho rằng cái biện pháp mà chúng ta tự nhận diện ra, tự phát hiện là những biện pháp tôi cho rằng là tốt nhất để chúng ta phòng ngừa, đúng theo tinh thần là phòng ngừa từ xa, không để những vi phạm nhỏ trở thành các cái vi phạm lớn. Thì như vậy chúng ta mới khắc phục một cách căn bản, triệt để cái việc này.
cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là mong muốn cái chỉ thị này nó nhanh chóng được phổ biến tới các cấp ủy ở các cơ sở, ở các sở ban ngành, đặc biệt là tới các cán bộ đảng viên trực tiếp thực thi công vụ. Chỉ thị này đã liệt kê rất là rõ, đã chi tiết cái cách thức xử lý vấn đề và cơ quan đơn vị nào mà có người đứng đầu mà quan tâm, hỗ trợ, thấu hiểu, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp thì ở đó thì những cái thủ tục liên quan tới người dân và doanh nghiệp nó sẽ thuận lợi. Điểm nổi bật trong chỉ thị mới của Thành ủy Đà Nẵng là xác định rõ trách nhiệm, sự đồng hành của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong xem xét đánh giá, bảo vệ cán bộ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng đã đưa ra lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nêu cao danh dự và lòng tự trọng, quyết liệt vượt qua khó khăn để làm đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, mạnh dạn đề xuất và quyết định tháo gỡ các vướng mắc tồn tại của nhiều năm trước đây hoặc những vấn đề mới đặt ra nhưng còn những mâu thuẫn trong quy định pháp luật hoặc các quy định không còn phù hợp để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung của người dân và vì mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.